Thưa quý vị, rừng ngập mặn Bầu Cá Cái thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ có tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái mà còn có giá trị về kinh tế. Để gìn giữ và khai thác tiềm năng của rừng, nhiều năm qua, chính quyền và người dân cùng nhiều đơn vị đóng chân trên địa bàn đã phối hợp với nhau trong công tác trồng và bảo vệ, nhiều diện tích rừng đã được phủ xanh. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát triển kinh tế, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân vùng ven biển. Hàng năm cứ vào dịp Tết đến, phong trào Tết trồng cây được chính quyền xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phát động trồng cây tại khu vực rừng ngập mặn Bầu Cá Cái và được người dân đồng tình hưởng ứng. Hàng nghìn cây gốc trắng được trồng mới và được bảo vệ, vì vậy diện tích phủ xanh cho rừng ngày càng được nhân rộng. Mấy năm trước thì nói chung là chưa có lúc luồng, chưa trồng rừng ngập mặn thì đến mùa nắng nó cận. Nên là con cái hải sản của tôm cua thì nó cũng ít hơn. Bây giờ như có nhà nước như là hỗ trợ rừng trồng được cái rừng ngập mặn thì nước nông đồ nó phong phú hơn, tôm cá nó nhiều hơn. Với diện tích hơn 80 hectare, những năm qua Bầu Cá Cái là chắn gió tự nhiên, che chở, bảo vệ cuộc sống của người dân ven biển trước thiên tai gió bão. Ngoài việc tạo điều kiện cho hệ sinh thái phát triển phong phú, rừng Bầu Cá Cái trở thành điểm thu hút du lịch, giúp địa phương phát triển kinh tế. Nhận thấy những lợi ích từ rừng, chính quyền và nhân dân ra sức bảo vệ và gìn giữ rừng Bầu Cá Cái. Trồng và bảo vệ được cái nguồn lợi rừng thì thông qua cái việc làm nhỏ của mình thì cũng đã tác động và lan tỏa hình ảnh đến người dân, qua đó là nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm của mọi người trong việc là chung tay bảo vệ cái khu rừng Bầu Cá Cái này. Đồn biên phòng Bình Thạnh, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trung Quốc phối hợp lực lượng với địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra để mà đảm bảo cái bảo vệ cho được cái khu vực cái rừng ngập mặn này. Những năm qua, tình trạng sạt lở xâm thực đã đe dọa tính mạng cũng như tài sản của người dân sống tại khu vực ven biển của tỉnh Quảng Ngãi. Việc khôi phục trồng mới các diện tích rừng ngập mặn cho thấy đây là giải pháp hữu hiệu trong việc bảo vệ con người trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.